EcoBitlet, giải pháp từ tự nhiên đảm bảo sức khỏe hệ tiêu hóa của heo con. Heo con thường bị rối loạn tiêu hóa dẫn đến cơ thể bị mất nước do tiêu chảy. Hệ thống chăn nuôi với các chương trình nuôi dưỡng hiện đại đang dẫn đến một thách thức thực sự đối với hệ tiêu hóa của heo con. Bú sớm và đủ lượng sữa non là yếu tố cần thiết để giảm các bệnh do rối loạn tiêu hóa gây ra. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đủ. Qua 15 năm, Onmix đã tìm thấy giải pháp tự nhiên từ đất sét và tảo biển để cải thiện năng suất chăn nuôi. Onmix làm mới cam kết của mình đối với sức khỏe vật nuôi và môi trường bằng một loại thức ăn bổ sung khoáng chất mới giúp giảm những rối loạn tiêu hóa EcoBitlet. EcoBitlet hiệu quả cao và dễ dàng sử dụng. Với liều dùng 100g một ổ đẻ một ngày cho heo con từ 5 ngày tuổi đến khi cai sữa. Việc sử dụng rất đơn giản. Rải đều EcoBitlet lên tấm thảm lót hoặc pha nước ấm để heo con ăn tự do. Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm tại trại với quy mô 1.800 nái ở miền Bắc Việt Nam với hơn 45.000 heo con cai sữa trong một năm. Thí nghiệm được tiến hành trên 80 nái đẻ, 959 heo con, chia thành 2 lô. Lô thí nghiệm được sử dụng 100g EcoBitlet cho mỗi ổ từ ngày thứ 5 đến khi cai sữa khoảng 23 ngày tuổi. Nhờ các tác động hiệp lực của các loại tảo khoáng Momorilonit và Clinotiglolid trong hệ tiêu hóa, EcoBitlet đã thành công trong việc bảo vệ các tế bào biểu mô ruột của heo con trong giai đoạn theo mẹ. Lớp màng nhầy phát triển và dày hơn, giúp giảm sử dụng thuốc thú y. Số trường hợp bị tiêu chảy giảm đến 25,4%, giảm tỷ lệ heo con chết đến 3,9%. Tổng trọng lượng heo con lúc cai sữa tăng 73 kg. Trọng lượng trung bình mỗi heo con tăng 160 g. Heo con khỏe mạnh là nền tảng cho sự tăng trưởng và phát triển cho các giai đoạn sau. EcoBitlet, một sản phẩm của tập đoàn Onmix.